Em Thảo gửi lời chào tới toàn thể các bác nhá. Một bộ dụng cụ rất chi là mới mà hôm nay em muốn đưa tới các bác nhà mình. Hôm nay thì em về cái mẫu đèn bão, một cái mẫu đèn đa năng để các bác nhà mình sử dụng khi mất điện này, sử dụng đi ra vườn này. Và với cái đèn này nó còn có một cái chế độ quạt mát. Đấy, và cái đèn này thì cũng chia sẻ từ các bác, nó là một cái dòng pin rất chi là khỏe và bền. Đấy, khi mà nhà mất điện này, các bác có thể sử dụng để cho các em học sinh học bài này, hoặc là mình đi từ nhà ra vườn, thì với một cái đèn này rất chi là tiện nhá. Và với cái chức năng của nó như thế nào thì em sẽ chi tiết một chút để cho các bác nhà mình nắm bắt được. Đèn siêu sáng luôn. Đấy, các bác mà muốn cho tắt đèn đi thì các bác hãy thu lại nhá. Đấy, các bác thu gọn như vậy. Đấy, và tất cả những cái dụng cụ này ngày hôm nay giá bao nhiêu tiền thì các bác cứ theo dõi tới cuối video để em báo giá cho các bác nhà mình nắm bắt được. Số điện thoại của đơn vị em kia nhá, đều có Zalo để em tư vấn các bác về những cái sản phẩm này. Đấy, đây là cái mẫu đèn đa năng đầu tiên mà đơn vị em mới về. Em sẽ mở ra cho các bác nhà mình được xem. Cái đèn này thì nó sẽ có một cái quạt rất chi là mát. Ôi, các bác thấy không? Thật sự em đang ngồi rất chi là nóng mà có cái quạt này thấy mát lừ luôn. Đấy, và cũng thời tiết mùa hè rồi thì đây là một cái quạt rất chi là hữu ích đối với các em nhỏ mà đêm mà mất điện ý, thì các bác sử dụng ngay cái quạt như thế này. Đấy, và cái công thức để sạc pin như thế nào, đấy các bác thấy không? Kéo ra sáng, thu vào là tắt nhé. Và cái chế độ sạc pin như thế nào, chia sẻ từ các bác. Mỗi một cái hộp đèn khi em gửi từ các bác là bên trong nó sẽ có một cái dây sạc nhá. Bỏ mở trong cái hộp này ra sẽ có một cái dây sạc này. Đấy, chia sẻ luôn từ các bác cái cách sử dụng. Đây là một cái mẫu đèn em thấy rất chi là hay, và trong cái mùa hè này thì nhà nhà đều cần. Đấy, các bác sẽ cắm trực tiếp vào ổ điện nhá. Đấy, và đầu tiên là cái sạc pin. Thì em cũng nói luôn tới các bác là với cái mẫu đèn này ý, thì hôm nay em về rất chi là nhiều. Và với cái mẫu mà em bày ánh sáng ra đây là từ mùa hè năm ngoái nhá, mà để tới bây giờ mà vẫn chưa phải sạc pin đâu. Đấy, và có điện sạc năng lượng mặt trời. Trời nắng các bác mang về, trời nắng các bác phơi nắng là nó sẽ tự nó sạc. Đấy, còn có chỗ sạc pin con thỏ nữa cơ nha các bác nhá. Ba chế độ để các bác nhà mình sạc pin. Đây có chỗ là nếu mà hết pin hết điện thì các bác có thể lắp pin con thỏ. Lắp pin vào đây. Đấy, các bác sạc vào đấy nhá. Ba quả pin con thỏ thì các bác có phải sử dụng mà được rất chi là lâu. Đấy, và chắc chắn là cũng không cần tới pin con thỏ đâu. Tới mùa hè rồi các bác cứ mang ra ngoài các bác phơi nắng là ok. Đấy, và với cái mẫu đèn này thì đầu video em báo giá luôn. Em đang đưa tới các bác với cái giá sẽ là 180.000 trên một đèn. Và em sẽ miễn phí ship tới tận nhà luôn các bác nhé. Đấy, và tới những cái mẫu đèn nữa thì em rất chi là nhiều. Còn đây là cái mẫu đèn móc khóa này các bác này. Đấy, xong đó thì em bỏ ba cái mẫu đèn siêu nhẹ ra cho các bác nhà mình được tham khảo nữa. Đèn móc khóa này. Đấy, bác nào mà đi lái ô tô có chìa khóa các bác móc luôn vào, rất chi là tiện ích. Đấy, có cả chế độ báo hiệu nhá. Thì với cái đèn móc khóa này em đang đưa tới các bác là 40.000 đồng trên một chiếc này. Đấy, gửi với cái giá rất chi là rẻ. Và cái anh mở một cái đèn pin khủng nhất này ra để cho các bác nhà mình sưu tầm. Một cái mẫu đèn mà đi rừng, làm vườn, trông ao, trông hồ thì đây là một cái mẫu đèn các bác lên chọn. Đấy, đây các bác nhá, đây là cái đèn to nhất, siêu nhẹ luôn. Bên trong nó gồm có những gì? Có một cái chân và có một cái dây sạc này các bác này. Đấy, cái chân này đặt lên đây, cũng không cần lắp đâu, về các bác tự biết lắp mà mình bật lên thôi. Cho các bác thì mình xem. Cái này thì em sẽ có 3 loại nhá. Với cái ánh sáng của nó thì rọi cả 100 mét vẫn nhìn rõ nét một một luôn. Và ánh sáng của nó là ánh sáng trắng. Đấy, và đây là một cái mẫu đèn to, em sẽ bỏ cái mẫu đèn nhỡ ra đây nữa để các bác nhà mình được xem 3 mẫu luôn để lựa chọn. To, nhỡ và nhỏ nhá. Đấy, và cái giá của nó thì khi các bác mà đã tới đại lý em, bác nào đang muốn mua xỉ hay mua lẻ thì cứ alo trực tiếp, bởi vì nhà em là một đại lý chuyên cung cấp về tất cả các đồ. Đấy, mẫu thứ hai này, tắt đi luôn. Tắt đi. Đấy, mẫu thứ ba. Ánh sáng trong suốt luôn nha các bác nhá. Một cái mẫu đèn thì em đã sưu tầm để gửi tới tay các bác rồi. Thì những cái dòng này thì nó sẽ có loại chuẩn, loại xịn. Đấy, nhưng mà nhà em, riêng các bác đã tới nhà em thì chỉ mua loại xịn thôi các bác nhé. Đấy, tất cả các loại này thì em sẽ đưa tới các bác những cái loại để các bác làm sao sử dụng nó bền pin nhất, tốt nhất. Đấy, và đây là cái nhỏ nhất này. Cái nhỏ nhất này thì hôm nay ở video này em sẽ khuyến mại tới các bác với cái giá sẽ là 150.000 trên một đèn, mẫu đèn nhỏ. Ui, em phải quay lên tường cho các bác nhà mình nhìn cái ánh sáng của nó trong như thế kia. Đây là ánh sáng của nó nhá.
Đấy, và với cái mẫu đèn đây là cái nhỏ nhất này, em đưa từ các bác là 150. Đấy, và cái phần bên này thì nó sẽ có cả, anh bật cái đèn ngang này đấy đi. Đèn, riêng cái đèn nhỏ nhất này nó đã có cái chế độ đèn ngang nhé. Khi mà mất điện các bác sử dụng này, cái đèn này sáng lắm. Đấy, 150. Và với cái đèn nhỡ này là em đang đưa từ các bác với cái giá là 300 nhé. Còn cái đèn to nhất này là 350. Tất cả chân của nó là như thế nào, em chia sẻ từ các bác cái chân của nó hữu ích như thế nào. Đấy, lắp vào nó sẽ đứng để các bác có thể dọi khi đi lấy lấm hoặc là làm một bất kỳ một việc gì, thì cái đèn của các bác nó sẽ đứng im như thế này. Các bác chỉnh, xoay, chỉnh, thích nó dọi hướng nào nó sẽ theo ý của các bác nhé. Đấy, các bác chọn cái nào thì cứ liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại này của đơn vị em nhé. Đấy, có Zalo để tư vấn các bác nhà mình này. Và tới bình giữ nhiệt đi anh ơi. Trong cái vụ lắng lóng này thì bình giữ nhiệt chắc chắn là bác nào cũng rất cần. Đấy, đi rừng mà có một cái bình giữ nhiệt này nhá, các bác thích hãm trà cả ngày trà vẫn nóng, các bác hãm nước mát hoặc là hãm thuốc để đi rừng mình uống đấy, nước lá cây đấy. Đấy, thì với một cái bình giữ nhiệt này hôm nay em sẽ có loại 1.2 lít và 1.5 lít, loại cao cấp loại 1 luôn. Đây là đáy của bình. Đấy, anh đóng lắp vào đi. Cái bình này là em đang cầm là bình 1.5 lít hay 2 lít nhỉ? Bình 1.2 lít. Đấy, và với cái bình cao cấp này nhá, nhà em chuyên cung cấp và giao cho siêu thị nha các bác nhé. Đấy, trong siêu thị người ta bán là 300 một chiếc, rẻ nhất là 280. Đấy, các bác đến nhà em thì cái bình này là em đưa từ các bác giá sẽ là 230 một cái bình 1.2 lít. Còn đối với cái bình 1.5 lít đây nhá, đây là bình 1.5 lít này. Đấy, hàng cao cấp nhá, em mở cho các bác xem. Và bình 1.5 lít thì em đưa từ các bác giá sẽ là 250.000, em có sẽ miễn phí ship các bác luôn. Đấy, các bác thấy không, thật sự là rất là đẳng cấp luôn. Đấy, cái này là 220, còn cái kia là 250 nhá. 1.5 lít và 1.5 lít. Thì cái màu sắc của nó thì sẽ có màu trắng và màu đen, màu xanh. Màu xanh đây này, màu xanh đây. Đấy, đấy, cái đấy màu xanh đấy. Màu xanh đen nhá, quá là đẹp luôn. Đấy, các bác chọn bình nào muốn thích màu nào các bác cứ bảo với em. Đấy, còn tới mẫu đèn Thái nhá. Còn ngoài ra thì em sẽ có bình tông. Đây là cái mẫu đèn Thái dành cho các bác nhà mình đi soi ếch, soi cua này. Soi ếch, soi cua trong ao, trong hồ. Đấy, đây cái ánh sáng của nó đây. Với cái ánh sáng của cái đèn Thái này thì em cũng đã đưa tới các bác rất chi là nhiều rồi. Đây nha các bác nhé. Với cái thiết kế thì là đèn đội đầu. Đấy, cái chất nhựa của nó rất chi là bền và đẹp. Các bác nhìn nó khôn ra mặt luôn với cái đèn loại xịn này. Đấy, thì với mỗi một đèn thì sẽ có dây đeo ở đầu này. Và có cả sạc để các bác nhà mình. Đây là một cái dòng pin châu. Các bác có thể sử dụng 8 đến 10 tiếng liên tục luôn. Bởi vì em đã bật em để qua đêm suốt rồi. Đấy. Thì đây này, các bác biết tại sao mà em bảo các bác là bật chuyên môn đi bật về như này xong rồi úp xuống này, quên. Để ca đêm, để tận trưa luôn mà đèn vẫn sáng. Thì cái này em đang đưa tới các bác với cái giá sẽ là 250.000 cho một đèn các bác ạ. Đấy, em sẽ miễn phí ship nhá. Đấy, còn tới cái đèn pin mỏ, đèn mỏ. Cho các bác này mình xem cái mẫu đèn mỏ này. Đây là một cái dòng pin châu mà được các bác làm mỏ, các bác đi rừng. Các bác sử dụng rất là nhiều. Còn đối với các bác mà đi xuyên đêm, đi rừng đấy ạ, đi rừng xuyên đêm, thì các bác chọn cái mẫu này. Mẫu này nó có một cái ắc quy rất là to và nó sẽ có ánh led vàng và led trắng nhá. Đây là ánh led vàng rất là dịu này. Đấy, các bác cứ so sánh với cái led trắng nó như cái màu trắng của cái đèn bão kia. Còn led vàng nó trong như này. Đấy, đẹp như này. Và mẫu đèn này thì ngày hôm nay sẽ giảm giá cho mỗi bác mua một cái 50.000 nhá. Thì đang là 500 em sẽ giảm giá là còn 450.000. Đấy, các bác nhìn cái ánh sáng của nó sao, quá là ok. Đây, và đây là cái cục ắc quy này, cục ắc quy lặng trịch luôn. Cái này thì nó là dòng pin khủng nhất để các bác nhà mình được sưu tầm. Đấy, cái này em đang đưa tới các bác là 450.000 nhá. Thế ngoài ra thì em sẽ có bình tông, nếu như các bác mà muốn bình tông để đựng nước, đựng rượu, đi rừng, đi picnic thì em sẽ đi gần về trong này cho các bác nhà mình xem bình tông. Thì bình tông nhá, em chia sẻ tới các bác này. Bình tông thì các bác cứ đến với đơn vị em đi. Đây là dòng bình tông Cộng hòa Liên bang Nga. Một cái mẫu bình tông để các bác thì mình sưu tầm đựng rượu, đựng nước. Thì hôm nay mỗi một bác mua bình tông thì em sẽ tặng cho các bác một cái bao da. Các bác nhìn cái chất liệu inox 304 đây. Đấy, các bác thấy không? Đây là cái 1 lít nhá. Mỗi một bác mua em sẽ tặng theo một cái bao da. Thì giá của này đang là 180.000. Em cũng sẽ miễn phí ship tới tận nhà các bác. Đấy, bao da của nó như này này. Còn đây là cái 1.5 lít này các bác này. 1.5 lít là 230. Còn 2 lít thì nó là 250. 3 lít thì là 300, 4 lít thì là 350 và 5 lít thì sẽ là 400. Đây là cái loại to 5 lít với 4 lít này. Chất liệu của nó thì em nói với các bác đã đến với nhà em thì các bác sẽ mua được hàng chuẩn.
Cái này gọi là bình tông Cộng hòa Liên bang Nga. Các bác vừa đựng nước, vừa đựng rượu để đi rừng picnic thì nói chung là cái bình này, đây là một cái bình lý tưởng nhất. Đấy, đựng rượu nhá. Đây là mẫu đèn pin, đây là mẫu đèn cảnh sát này. Mẫu này thì em cũng đã gửi từ các bác rất chi là nhiều rồi. Mẫu cảnh sát này bác nào mua em để cho các bác giá rẻ nhất nhá. Đấy, bác nào đang phải mua 250 thì đến nhà em để cho các bác là 150.000. 150.000 nhá, đèn cảnh sát. Đây có báo hiệu các loại luôn. Để em sẽ đi về phía bên này nhá. Để vào với cái bộ sưu tầm thì tiện đây em giới thiệu luôn tới các bác về cái con dao Colombia này. Các bác đi rừng các bác có thể sử dụng một con, tặng theo một bao dao. Và giá của nó chỉ có 100.000 đồng cho một con thôi, con dao Colombia. Đấy, và đèn bình tông tròn đây này các bác này. Bình tông tròn này thì sẽ mua sẽ được tặng ly, tặng bật lửa các loại luôn này. Đấy, bình tông tròn là bộ sưu tầm. Cái này nó sẽ có ly và có bật lửa đi theo đấy nhá các bác nhá. Tặng kèm lại đây này. Đấy, sẽ có một trọn bộ. Đấy, bác nào mà đang quan tâm tới cái bộ sưu tập đẹp này thì hãy gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn Zalo với hai đầu số điện thoại trên. Em sẽ tư vấn và sẽ gửi đến tận nhà các bác nhé. Một bộ sưu tập, một bộ đựng nước, đựng rượu, đèn để các bác nhà mình sử dụng năm nay. Rất cảm ơn các bác đã luôn quan tâm và ủng hộ tới shop em nhé. Hẹn các bác vào một cái video sau. Em sẽ chia sẻ thật nhiều đồ hơn để các bác nhà mình được xem. Cảm ơn các bác nhiều nhá. Nhớ cho em xin một like, một chuông và một lượt đăng ký kênh các bác nhé.